Thưa quý vị, hôm nay là ngày thi thứ hai, cũng là ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với hai bài thi tổ hợp và ngoại ngữ. Ban chỉ đạo thi các cấp và các địa phương đã vào cuộc quyết liệt chu đáo để bảo đảm vừa phòng chống dịch an toàn, vừa giữ nghiêm quy chế thi ở mọi khâu, giúp thí sinh yên tâm, vững tin làm bài. Thở phào nhẹ nhõm là tâm trạng chung của đa số thí sinh khi kết thúc môn thi cuối cùng trong buổi chiều nay. Đề thi được đánh giá là khá dễ thở, nằm trong chương trình ôn tập, song vẫn đảm bảo độ phân hóa. Con thấy đề thi năm nay thì khá là bám sát với đề minh họa và cũng nằm trong chương trình ôn trên lớp của bọn con ạ. Tuy là nằm trong chương trình ôn tập nhưng mà cái độ phân hóa của bài cũng khá là rõ ràng, khi mà hỏi một cái câu lệnh phụ cũng khá là, nói chung là cũng khiến cho bọn con cũng phải gặp nhiều khó khăn và phải suy nghĩ để có thể tạo được một câu trả lời tốt nhất. Ngày thi thứ hai, công tác tổ chức đảm bảo theo kế hoạch, tăng cường giám sát, làm sao để kết quả thi thực chất được các điểm thi quán triệt. Chúng tôi đã tổ chức cho tất cả thành viên điểm thi học tập quy chế theo đúng quy định, và đầu mỗi buổi thi chúng tôi đều dành ra 5 đến 7 phút để nhắc lại một lần nữa những cái điểm quan trọng trong việc quản lý thi, làm sao chúng ta đầu tiên là chúng ta làm tốt công tác ngăn ngừa để cho học sinh không có cơ hội vi phạm quy chế thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại Hà Nội ghi nhận sự vào cuộc tích cực hiệu quả của chính quyền địa phương các cấp, trong đó có sự hỗ trợ tối đa về điều kiện cơ sở vật chất cũng như đảm bảo an ninh trật tự vào ngoài. Từ ban chỉ đạo thì chúng tôi cũng đã tham mưu xây dựng cái kế hoạch tổ chức kỳ thi trên địa bàn huyện. Trong đó chúng tôi huy động tất cả các đơn vị để đảm bảo các cái điều kiện tốt nhất để các thí sinh đến dự thi cũng như là giám thị coi thi các đơn vị khác đến huyện Sóc Sơn làm nhiệm vụ thi đạt kết quả cao và đúng quy chế. Theo thông tin từ ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố, kết thúc 2 ngày thi có 9 thí sinh vi phạm quy chế. Toàn thành phố có 21 thí sinh diện F0, trong đó có 11 em tự nguyện dự thi. Cách đây ít phút, Bộ Giáo dục Đào tạo đã tổ chức họp báo tổng kết kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Đánh giá chung cho thấy là kỳ thi đã được tổ chức an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế ở tất cả các địa phương trên cả nước. Thông tin tại buổi họp báo khẳng định, sau 2 ngày thi không ghi nhận bất kỳ hiện tượng tiêu cực gian lận của tổ chức nào. Cả nước có 22 thí sinh bị đình chỉ thi, 79 thí sinh diện F0, trong đó có 18 thí sinh dự thi. Năm nay tỷ lệ thí sinh tới dự thi đạt hơn 99,6%. Lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo khẳng định, với sự nỗ lực cao trên tinh thần chung tất cả vì học sinh, sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, sự quyết tâm của Bộ Giáo dục Đào tạo và sự chủ động xây dựng diễn tập đối phó với tình huống của các địa phương và đặc biệt là sự đồng thuận của người dân. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đã được tổ chức an toàn, trật tự và đúng quy chế. Dự kiến ngay ngày mai, nhiều địa phương sẽ bắt đầu tiến hành công tác chấm thi. Điểm thi sẽ được công bố vào ngày 24 tháng 7.